đối vẫn khổ sở thân này bị bệnh mệt và cầu mong cho nó hết bệnh mệt sư cho con hỏi tiến trình tu tập của sư ở phần quán thân không phải là ta không phải của ta không phải tự nghĩa của ta đã đạt được thành tựu nhất định chưa sư đã làm theo lộ trình nào có những bước nào sư có bí quyết nào trong việc phát triển tuệ quán này không xin chia sẻ giúp chúng con cái việc đầu tiên á, mà quý vị muốn có được cái sự tiến bộ thứ nhất là quý vị phải giữ giới phải giữ giới ừ. cái thứ hai đó là quý vị phải ly dục đó là lý do tại sao mà người cư sĩ rất là khó tiến bộ trong giáo pháp này bởi vì thời xưa đó thì chúng ta còn chưa có nhiều những cái điều kiện để mà vui chơi nói nói nó kỳ với hồi xưa trời sụp xuống rồi đó à, 6 giờ chiều trời sụp xuống rồi người ta đâu có còn tiết mục giải trí nào nữa không ừ. mà bây giờ đó thì cái đất Sài Gòn trước khi mà à, hết dịch trước khi mà có dịch 3 4 giờ sáng, 12 giờ khuya, 1 2 giờ khuya người ta vẫn đi chơi như thế. Thành ra đó, thời nay chúng sanh họ hưởng dục rất là nhiều. Hồi xưa đó, người ta muốn vui chơi cũng không có bao nhiêu trò để vui chơi hết trơn. Nhưng mà thời nay muốn vui chơi có rất nhiều cái để mà người ta vui chơi cho nên thời nay cái việc mà người cư sĩ tại gia hành thiền rất là khó khăn và một điều kiện để quý vị có thể phát triển được ở trong cái uh, việc tu tập thì chỉ hoặc quán đó là gì phải ly dục phải ly dục không ly dục thì chúng ta chỉ cái kiểu mà gieo duyên chơi cho vui uhm. thành ra cái chuyện mà quý vị uh, còn phải chăm sóc cái nhan sắc bề ngoài còn phải tập luyện cho cơ thể cân đối từ hai câu đó thì cho thấy rằng quý vị vẫn còn hưởng dục như thường mà quý vị vẫn hưởng dục thì quý vị nói cái kiểu gì mà quán như không quán hiểu vấn đề không cái điều kiện cần và đủ gì không có thì làm sao mà quý vị có thể tiến bộ Cho nên nếu quý vị hỏi sư Mà sư chia sẻ phải làm sao Thì sư chỉ có nói là làm ơn làm trước Hay sư hai chuyện này Thứ nhất là giữ giới Thứ hai Là đi dục Mấy cái chuyện mà hưởng thụ Chơi bời Dẹp ở một bên cho đến cái chuyện mà chăm sóc sắc đẹp dẹp một bên sẽ nói nói nó kỳ chứ ngay cả cái chuyện tắm rửa đó nếu có thể rửa được không cần tắm thì cứ rửa không cần tắm mà nếu như có thể tắm mà không cần phải dùng cái xà bông có thể tắm không dùng xà bông nếu mà được nữa đi mua cái loại mà xà bông uh, hồi xưa cái cục mình xin thưa hửi lên nó hồi đình nó không có cái mùi thơm gì hết trơn xài cái đó mà tắm dẹp cái tủ đồ đi quý vị ly dục được á, thì mình hẳn nói đến cái chuyện là uh, quán đây không phải là ta đây không phải là của ta đây không phải tự ngã của ta chứ còn mà chưa gì hết chưa làm được cái bước đó mình nói tiếp thì nó cao xa nha quý vị chỉ làm dùm sư hai việc một là giữ giới hai là lý dục rồi quý vị thực hành tứ niệm xứ thì đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy được chuyện này còn cái chuyện mà sư tu bao nhiêu sư tu tới đâu thì sư e là cái chuyện đó không giúp được quý vị nha ừ, sư có chứng hay không chứng thì cũng không giúp được quý vị nha Đấy. quan trọng là chính mình đó, mình phải thực hành tự mình trải nghiệm lấy. Ngoài ra thì sư nhắc khéo quý vị như thế này, ờ, tránh hỏi một vị tỳ kheo về cái sở chứng của vị đó. đương nhiên là sư là phạm chắc chắn rồi, sư là phạm chắc chắn rồi. Ờ, nhưng mà đó, nếu như mà quý vị hỏi mà nhầm ngay một cái vị mà có chứng đắc ấy, thì thứ nhất là vì đó cũng không được phép nói cho quý vị nghe luật không có cho vị đó nói cái thứ hai đó là có thể vì cái câu hỏi của quý vị là vì đó sẽ bỏ chú xứ đó đi chỗ khác nếu như vị đó nghĩ rằng cái sợ chứng của mình mà có người phát hiện đương nhiên là sư là phàm trăm phần trăm cho nên là quý vị hỏi mình sư vẫn có ngồi ở đây ha